Để đi ra hái ớt. Hái ớt để vào làm nước mắm chấm. Thì mọi người ơi, ớt cách đây một tuần mình đã hái rồi, thì nó đã bớt mấy trái đỏ ra. Sau một tuần thì bây giờ trái đỏ nó lên trở lại nè. Giờ mình phải hái, không hái thì để chim nó ăn hết. Nhồi nhìn ngon nghe chưa, ớt bự ghê không. Cắt mấy cái cành này ngon lành nha. Đây là cây rau má của nhà mình nha. Mình trồng ở trong cái chậu nè. Mình trồng được chắc cũng phải 10 ngày hơn vậy đó. Lâu lắm mới thấy nó mọc mầm lên. Nó không biết tại sao nữa. Người ta nói là chắc tầm 3-4 ngày là lên mầm. Mà mình trồng chắc cả 10 ngày hơn mới lên mầm nè. Cái sân mới quét cách đây 2 ngày gom lá nè. Vì mới có 2 ngày sau nó rụng quá trời lá trở lại. Đây cũng có cây ớt hiểm đó nha. Công nhận ớt ở Indo cay ghê luôn á. Mình hái cái tắc nhà mình xum xê trái ra chưa nè. Quá trời trái đang mọc ra nè. Mới được có nhiêu 3 tuần thôi. Cái cây bên đây nó gần nước á. Mình tưới nước thường xuyên thì nó ra trái. Còn cái cây kia thì nó hơi thiếu nước. Mình để làm sao mình tưới nhiều chút xíu. Hey, trước đó 10 ngày mình cho mọi người xem cái video mà mình đã làm á. Trồng thử mấy cái rau á. Thì bây giờ sau một tuần á, mình bắt đầu là trồng luôn thiệt nè. Đây là rau quế nè. Rau quế bữa nay lên được tới đây rồi nè. Còn đây là đậu bắp. Mới trồng được 5 ngày. Đây cũng vậy. Rồi nhìn lên mầm ngon ơi chưa mọi người. Cũng trồng mới được 5 ngày à. Đây là mình trồng xong mình không nhớ rau gì luôn. Ở đây thì là để coi nhớ rau gì ta. À rau răm. À nhớ rồi. Cái này là ngò gai. Trời ơi lên mầm quá trời ngon lành. Đây những chỗ bên đây mầm cũng ít đang lên nè. Trồng được 4-5 ngày mầm lên được rồi nè mọi người. Không quên hái một ít lá chanh vô để một lát mình hấp xả nha. Lá chanh bự lắm nè. Thơm ghê á mọi người ơi. Lá chanh rất là thơm. Xem phía bên hông bếp nhà mình nha. À, bên đây thì mình cắt nè, nhìn. Đây là cây đậu que nha. Mình trồng được 10 ngày rồi. Còn đây là rau muống. Rau muống cũng được 10 ngày rồi mọi người. Lá lên được khoảng, cây lên khoảng nhiêu đây nè. Chắc được một gang tay rồi. Còn đây là cây hành. Cái nghĩa là mình đi mình mua hành ở ngoài chợ mình ăn xong rồi cái mình lấy cái gốc á mọi người, mình bỏ đại ở dưới nè. Cũng 10 ngày rồi phải đâu hành lên quá trời rồi nè. Cho nồi mấy con ốc này trước nha mọi người. Mình không biết ốc này là ốc gì, lúc đầu mình tưởng là ốc còi hay gì á. Cái này nhìn giống mặt trăng mà không biết phải không mọi người. Như mọi người biết thì con ốc này là ốc nào thì mọi người comment cho mình biết nha. Ôi nó bự lắm mọi người ơi. Đó thì mình cho ốc luôn rồi. Xả gừng và lá chanh và trái ớt là cua. Như vài lát gừng và xả trên mặt cua. Đổ cho đây một chút nước. Thì mình bật bếp lên nha. Rồi để nắp lại. Thì bây giờ hải sản sâu rồi nha mọi người ơi. Mình sẽ dỡ nắp ra. Nhưng mình sẽ lật con cua lại. Ôi thơm quá. Thơm phức luôn á. Cứ cho sầu huyết vào. Cái gì sầu huyết mau chín lắm. Cho nên mình sẽ cho vào. Sau khi cái tiếp theo là con trai nha mọi người. Rồi. Hôm nay ăn một nồi chà bá hụi luôn. Mọi người ơi, sau khi mà ốc, cua, sầu huyết với lại con chai sôi chín rồi thì bây giờ mình đã đổ ra ngoài gỗ cho gáo ha.
Thì bây giờ mình sẽ bỏ nhiêu vô để mà mình hấp nghêu với sả tiếp nha. Cạch kẹo luôn, nước mắm, tỏi, ớt, gừng và sả. Trời, bao cay. Thì mình ăn thử. Đây là con ốc hương quế nha. Chấm vô cái nước sốt. Con ốc hương này á, nó không nó nó chỉ bự bằng ngón tay cái của mình thôi à, nhưng mà thịt nó giòn lắm mọi người. Giòn mà nhai sực 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 luôn á, nó mới là con ốc hương bự á, bự bằng ngón chân cái ăn còn ngon lắm. Thơm quá, nhiều. Đó là con trai. Có người thì gọi là con trai, có người thì gọi là con rệm. Rất là tươi nha. Thịt ngọt. Và đây là con sầu huyết. Sầu huyết bên đây mình thấy nhỏ quá, lần nào mình mua cũng thấy nhỏ, chứ có mỗi sầu huyết là mình thấy mình mua được. Này mình luộc cho chín hết luôn, mình chỉ hấp xả luộc thôi, mình không làm món gì hết, đơn giản ăn cho nó. Nó chín hết trơn rồi. Làm luộc lâu á, không cho nó chín hết. Kệ, ăn chín cho nó chắc. Ngon quá mọi người ơi. Lâu lắm mà mới ăn lại hải sản. Hải sản mà dạng như là ăn ốc á, 3 tháng chứ. Lâu cái lên YouTube xem, nào cũng nhìn người ta review ốc cái thèm. Cho tới tối hôm qua vô tình thấy được một chỗ bán ốc hải sản còn sống, nên mình order tối qua là trưa nay là họ đã ship tới nơi cho mình rồi. Nước mắm cay cay. Thơm mùi chanh, sả, lá chanh nữa, gừng, tỏi. Mình chọn đủ thứ vô luôn. Ăn là bao ngon, bao phê. Hôm bữa mình ở khách sạn Somerset á, khi mà mình đợi cái nhà này nè mình đang ở nè, người ta sửa chữa xong để cho thuê á, thì mình toàn chỉ đi siêu thị mua, mà siêu thị thì mắc dữ lắm mọi người, thì bán mắc hơn ở chợ nhiều, giống như Việt Nam mình vậy thôi. Nhưng mà cái giá tiền ở bên đây á của họ cao hơn Việt Nam mình, cho nên thành ra nhiều thứ nó mắc. Thế là khi mình mua xong rồi mình phải trả thuế nữa.
Ở bên này chỉ có những cái siêu thị lớn lớn á, nhiều chi nhánh á, thì nó có mới mới có bán mới có bán thịt heo, hoặc là mình order trên mạng. Thường là chợ mình thấy là 80% ở chợ là không có bán thịt heo nha. Chỉ bán thịt bò, thịt gà, gà là nhiều, bò, thịt gà và cá. Ở bên Indo á, Việt Nam mình là đã kẹt xe rồi. Mọi người biết bên Indo kẹt xe còn hơn Việt Nam nữa. Giờ nào mình thấy cũng kẹt trơn á. Con cua này ngon quá. Gạch nó chảy ra nè mọi người. Để mình dở. Ôi. Trời ơi, gạch khăm luôn. Cái này là cua đực nha. Lúc mình order mua người ta nói là cua đực. Mà nhà thật sự là cua đực nhưng mà nó cũng gạch nhiều lắm nè. Hồi mới qua đây được được 3 tuần á, mình thèm cua. Mình không biết chỗ nào bán hết trơn. Mình đi order trên Grab á mọi người. Trời ơi, thịt cua ngọt mà nó béo. Béo lắm. Mình đang nói gì quá. Mình order trên Grab người ta làm sẵn á, gia vị để bán á. Nó xào với cái nước sốt gì á. Nó mặn. Mặn, ôi là mặn luôn. Mặn dữ lắm mà ăn vô như kiểu ăn muối hay gì á. Bên này người ta hảo mặn hơn nhiều á. Mặn lắm. Mà cua không được tươi nữa. Nó có mùi. Bởi vì mình order ăn đúng con lần thôi mình không ăn. Tại vì đã bỏ tiền ra mắt để mua cua ăn rồi mà gia vị là không ngon. Cua có mùi hơn cái thà nhịn. Rồi cua này tươi thiệt. Mình order 1 ký, người ta giao 3 con, một con lớn là mình đang ăn, và 2 con nhỏ. Mình ăn đâu có hết 3 con, mình chỉ làm hấp 1 con thôi. 2 con mình để tủ lạnh đi, mai mốt mình hấp ăn tiếp. Con ốc này là con ốc gì á, mình không biết nữa. Mình không biết nó chín chưa nữa mà mình luộc nãy giờ sao mình nó cứ cứng ngắc hoài à. Ôi cứng ngắc luôn á. Cái mạng nó cứng ngắc à, nãy nó không ra. Không biết con ốc này là ốc gì luôn. Mình luộc lâu lắm luôn á mà nó vẫn cứng ngắc vậy ta. Chết cha rồi, ăn không được rồi. Ôi cứng lắm mọi người, nó thiệt cái mài nó cứng dữ lắm. Không biết sao mà lỡ ra ăn đi. Chắc phải đem đi luộc lại. Tại vì cứng quá không có nại ra được. Mà nhìn con ốc nó bự dữ lắm nè mọi người. Thấy không? Không ra luôn. Đem phải đem luộc lại. Luộc tới khi nào mà chắc nó chóc cái mài ra mới. Để em chắc luộc lại rồi mình ăn sao cũng được. Con dẹm nè, thịt nó ngọt dữ lắm mọi người ơi, ngọt dữ lắm.
mấy ăn hải sản nó đã, tao nói nó đã gì đâu luôn á. Cà mình khẽ tuốt mồ hôi mình nghe. Ngon quá mọi người ơi. Cô nó bự ghê á, cô đợt này cái này lá chắc lấy cái cây đập nó ra chứ gan mình cắn cho nổi, phải càng bự lắm luôn. Thịt cua thì cũng không có chắc lắm, nói chung là ăn được thôi nè. Chắc do người ta để đá nhiều á, lúc mà ra tới cho mình. Ăn cả bốc, ăn bốc đi cho nó ngon. Nó nhà cái xương nó bự dữ lắm, cái chuyện là bắt đầu là mũi nó bu tại xương dường, mà mọi người biết xương dường lúc nào cũng có mũi. Coi cắn nét cái tay mình luôn á. Do mình cứ hay đi ra ngoài vườn mình coi cây, coi bông, coi lá trồng này nọ. Ngon quá. Video của mình sẽ ngưng tới đây nha. Mình sẽ ngưng tới đây và mình sẽ ăn tiếp. Nếu mà còn quay nữa thì video sẽ dài lắm. Giờ đợi mình ăn hết là chắc cả tiếng luôn á. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Nếu cảm thấy thú vị thì hãy bấm like, share và ủng hộ kênh của mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.